Năm 2001, đường Nguyễn Thị Thanh từng được Bộ Giao thông Vận tải bình chọn là đường đẹp nhất Việt Nam. Việc cắt xén giải phân cách là chủ trương hợp lý khi mật độ gia tăng dân số và các phương tiện di chuyển qua khu vực này ngày một nhiều, khiến tình trạng tắc đường diễn ra hàng ngày. Người xe máy đi leo lên cả về hè chiều từ bắt đầu 5 giờ là giờ cao điểm cho đến 6 rưỡi 7 giờ là tắc nghẽn. Dự án xén giải phân cách có chiều dài khoảng 1 km, chiều rộng giải phân cách trung bình từ 16 đến 17 m, xén xuống còn 4,5 m, đảm bảo mỗi bên 5 làn đường so với 2 làn đường như hiện nay. Như vậy, đường Nguyễn Chí Thanh không còn là con đường đẹp nhất Việt Nam vì xén bớt để chống ủn tắc giao thông. Rất tiếc là vì nếu mà bỏ hết cây xanh, đồng thời là cái giải phân cách nó không như trước nữa thì cũng 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 đáng tiếc nếu mà giải phân cách này mà, mà thu hẹp nhỏ lại thì có lẽ là tôi hy vọng là là con đường sẽ thông thoáng hơn. Hiện nay, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành việc cắt xén giải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ nút giao thông đường Láng đến nút giao thông Đê La Thành. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ hoàn thành thi công trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công trình xén giải phân cách Nguyễn Trí Thanh mở rộng mặt đường được tiến hành từ hôm mùng 8 tháng 1 là chúng tôi bắt đầu vào thi công và dự kiến là tiến độ thì chúng tôi sẽ đẩy nhanh đến ngày 31 tháng 1 là có thể là thông tuyến. Đối với cây xanh tại giải phân cách giữa, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phần di chuyển cây xanh sẽ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện bằng nguồn vốn duy tu duy trì cây xanh theo quy định. Công ty này sẽ tổ chức trồng mới cây xanh của nhà tài trợ. <laughs>